Chị Na, phụ coi. Ê, ủa sao vậy? Tôi chết rồi. Bớt tà điên đi. Thấy người ta xách một đống sách nặng như thế này mà không giúp gì cả. Thì bà bỏ xuống đi, ai muốn bà cầm chi. Ủa mà sách này của ai vậy? Sách này là của... của con đó chứ của ai. Hai đứa đó lo học hành cho đàng hoàng đi. Còn con đó sắp tốt nghiệp tới nơi rồi. 11 năm đi học á là đạt loại giỏi không à. Bây giờ là cái điểm đích cuối cùng rồi, phải cố gắng lên. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Thái độ gì vậy? Hả? Hả? Làm khùng làm điên gì vậy? Nè, tập trung vô mà học. Đừng có làm khùng làm điên gì hết trơn á, cũng không thể thay đổi được cái quyết định của mẹ đâu. Con á là phải thi vô ngành y, con phải làm bác sĩ. Chỉ có khi con trở thành bác sĩ á, con mới làm cho mẹ nở mày nở mặt được, con hiểu không? Con nghĩ đi, mẹ đi ra đường à, người ta sẽ nhìn thẳng vô mặt mẹ, người ta nói: trời ơi, cô Xuyến, cô là mẹ của bác sĩ Gina em hả? Trời ơi cô Xuyến, cô thiệt là một người phụ nữ tài giỏi. Một mình cô có thể nuôi nấng, cô có thể, trời ơi, sinh ra được một bác sĩ giỏi như Gina em. Con hiểu cái cảm xúc đó của mẹ không? Cô, mà đống sách này thì liên quan đến việc Na vào trường y hả cô? Sao mà không liên quan? Cô nói cho con nghe, trong tất cả các cái đề thi á, thì theo như cô nghiên cứu nó sẽ có những câu hỏi mở rộng. Mà theo như cái sự nghiên cứu của cô á, những cái đáp án của những cái đề thi đó nó đều nằm trong những cái cuốn bách khoa toàn thư này. Hai đứa lo ở đây mà học hành cho đàng hoàng đi, nghe chưa? Ê cô, con thì liên quan gì đến chuyện trường y của cô với Na? Sao không liên quan? Con phải học chung với Gina à, để con cũng có thể làm cho ba con được thỏa mãn, ba con cũng được hãnh diện về con. Ba con ạ? Ba con thì lại liên quan đến việc này nữa ạ? Lại nữa? Con có biết ba con là cái gì của cô không? Ba con là một ông hàng xóm tốt bụng của cô. Cho nên cô có cái nhiệm vụ thay mặt cho ba con trong cái việc định hướng cho con cái ăn học. Con ở đây học hành với con Gina đi. Hai đứa tập trung học. Cô là sẽ khóa cửa lại, không có cho hai đứa đi đâu hết á. Ráng á, trở thành một đôi bạn cùng tiến, nghe chưa? Nè, chết chóc cái gì nè. Muốn chết á cũng phải thi vô được ngành y đi nha. Rồi muốn làm cái gì thì làm. Bao nhiêu năm nay tôi đã nuôi con cực khổ như thế nào rồi, nhớ chưa? Đừng có làm cho tôi mà phải bực mình thêm nữa. Tôi nè, xói đầu rồi, tiền bạc nó hết sạch sẽ rồi trong cái việc học của cô đó. Mà con đậu trường y, con đậu trường xây dựng. Con đậu trường nông lâm, kiểu dựng nó tiền thôi mà. Tôi không thích, tôi không muốn. Tôi không có cần một đứa con chỉ đem tiền về ha. Tôi cần một cái đứa con á phải biết được cái bệnh tình của tôi, hễ mà ra tay trị một cái là phải trúng chắc. Nó ước mơ á nó nằm trong tầm tay thôi, chỉ cần giới ra là lấy tới được rồi. Con đâu có giới tới đâu, sao muốn chết rồi. Cái này mới giới tới. Đừng có làm khùng làm điên với tôi nữa, không bao giờ thay đổi được ý định của tôi đâu. Hai đứa coi ở đó mà học tập đi, đừng có chọc tôi điên lên. Alo. Dạ. Rồi, em chuyển hàng qua cho chị liền. Dạ, em đi liền đó chị. Dạ, chị đợi em xíu nha. Cô ơi, em một kẹo ngậm nha. Kẹo ngậm hả? Ý, cô ơi, cái Megumi này giảm rụng tóc hả cô? Đúng rồi, nó là vừa rảm rụng tóc và vừa ngăn ngừa rụng tóc luôn. Thì cái này là, chai này là dầu gội. Có... thảo dược nên nó không có silicon và không có sinh phát này. Còn cái chai tinh chất này là để sức lên da đầu cho nó trong ngăn ngừa rụng tóc, với lại nó kích thích mọc tóc do nó có tinh thảo dược á, hàm lượng cao. Là nó có tác dụng cao. Vậy mẹ con xài có được không cô? Quá tốt. Này dùng cho người lớn thì ai xài cũng được, nhưng mẹ xài là quá tốt. Vậy cô lấy cho con một bộ đi. Này là bộ sản phẩm này, nó có hai sản phẩm tặng thêm chai dầu xả. Một chai dầu gội, chai tinh chất và chai dầu xả tặng thêm. Trời, này làm quà quá xảy... tốt luôn. Cho mẹ là mẹ thích rồi đó. Chuyến này là có quà chụp lỡ rồi nha. Phải thế chứ. Mẹ, con mới về. Mẹ nhà cô. Còn với cái ngày nào cũng đi, giờ nào cũng đi, con không biết là mẹ lo lắng cho con hay sao á. Tao nói thiệt, mẹ đẻ con ra thà đi mẹ đẻ cái trứng gà, trứng ngỗng rồi mẹ ăn mày còn thấy có ý nghĩa hơn á.
con biết mà mẹ lo cho con riết mà thiệt á, tóc mẹ mà nó rụng muôn thì sói luôn cả cái đầu luôn, mà con không biết thương mẹ, không biết lo cho mẹ là sao? Tóc mẹ rụng thiệt á mẹ. Sao mà không rụng? Con nghĩ đi, mẹ từ cái đầu tóc dài mà mẹ lo cho con, mẹ suy nghĩ, mẹ cằn trọc riết á, mà mẹ cắt tóc ngắn luôn mà nó vẫn rụng. Mẹ không dám gội đầu, mẹ không dám chải tóc. Mỗi lần mẹ chải ra là nó rụng rụng cả nùi đây nè. Con coi nè, con coi nè, đó, con thấy chưa? Vậy mà con không biết thương mẹ. Cái nguyện vọng của mẹ là con đi học ngành y đi, học ngành y để mà lo cho mẹ, cho cái sức khỏe của mẹ. Bỗng như con không thương mẹ, con ghét mẹ hay sao á? Đâu có đâu. Con gái nghĩ sao không thương mẹ được. Con thương mẹ lắm á, cho nên bữa giờ á con mới nghiên cứu nè. Một bộ sản phẩm ngăn ngừa rụng tóc Megumi nè, là gồm có dầu gội nha, dầu xả nè, chất dưỡng tóc nữa, rất rất là tốt luôn. Con tặng cho mẹ nè. Ý con nói với mẹ là mẹ sử dụng cái bộ sản phẩm này là tóc của mẹ nó sẽ không bị rụng nữa hả? Đúng rồi đó, chính xác luôn. Con đã nghiên cứu siêu kỹ luôn. Là nha, bộ sản phẩm này nè là chiết xuất thảo mộc thiên nhiên và công nghệ Nhật Bản, chắc chắn là giảm được tóc rụng luôn. Wow, hay quá. Mẹ nói đâu có sai. Mẹ nói con là có tố chất làm bác sĩ mà. Trời ơi, nói những cái thành phần của dầu gội mà y như là con sản xuất ra luôn á. Ngày mai đăng ký học hành y cho mẹ nhé. Cô la ôm sụp, đêm hôm khuya khoắt là la cái gì? Đăng ký học ngành y cho mẹ. Không. Cái gì mà đêm hôm la ôm sụp vậy? Ngành y rất là hợp với con. Con học ngành y, không có cái nghề nào mà tốt hơn ngành y hết trơn á, nghe chưa? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Mẹ muốn tốt cho con. Bác sĩ ơi. Dạ, bác sĩ ơi, cho con hỏi á, là mẹ con bị rụng tóc có phải là do stress không? Với lại nếu mà mẹ con sử dụng dầu gội, dầu xả đúng cách thì có ngăn rụng tóc được không bác sĩ? À, đầu tiên lại là con gái hỏi cho mẹ hả? Rất là đáng yêu ha. Thực ra thì stress nó là một trong những cái chướng ngại về tâm lý mà con người ta hoàn toàn có thể gặp khi gặp những chuyện trước hết là không đúng với ý mình. Cái thứ hai đó là họ gặp những cái việc mà nó quá sức để họ có thể giải quyết, từ đó tạo ra những cái căng thẳng. Và những căng thẳng này kéo dài thì có thể là họ sẽ bị stress. Như vậy thì từ hai cái điều đó con về con sẽ phải suy nghĩ coi là gần đây là mẹ mình có rơi vào cái tình trạng đó hay không. Thế thì khi mà bị stress đó, thì điều gì sẽ diễn ra? Thì như con nói, rụng tóc là một trong những biểu hiện. Có điều là không phải ai stress người ta cũng sẽ bị rụng tóc. Tại vì nó liên quan đến đặc điểm về cơ thể của từng người. Có nhiều người thì stress thì nó sẽ lại kéo theo là rối loạn tiêu hóa. Có nhiều người stress thì lại kéo theo cái việc là rối loạn về giấc ngủ. Có nhiều người thì có thể là cơ thể tâm lý, sinh lý thì bình thường, nhưng mà tâm lý là bất ổn, ví dụ như dễ cáu gắt, dễ bực bội, hay nóng giận, hay lo âu, rồi không kiềm chế được cảm xúc. Và đương nhiên trong đó cũng sẽ có người rụng tóc. Như vậy thì bây giờ muốn trả lời là mẹ mình bị rụng tóc nhiều như vậy á, là có phải là do stress, do căng thẳng hay không? Thì bây giờ chắc là sau bữa này về hai mẹ con sẽ phải ngồi thủ thị lại với nhau, coi là dạo này có chuyện gì mà nó khó khăn, rồi nó bất ổn, rồi nó không có hài lòng, rồi mình cảm thấy rất là mệt mỏi hay không. Còn cái việc mà chữa trị á, thì nếu như mà cái việc rụng tóc của mẹ con nó liên quan đến căng thẳng thì trước hết á, là mình sẽ phải giảm tải bớt những cái căng thẳng đó. Nhưng song song đó thì đúng như là cháu đã nói, thì đôi khi chúng ta cũng lưu ý đến việc chăm sóc cơ thể. Đó là cái việc mà mình chăm sóc tóc. Bây giờ tóc rụng thì đầu tiên là coi như là chăm sóc trực tiếp luôn, là chăm sóc cho tóc. Thì cái việc mà mình chú ý về các cái dưỡng chất dành cho tóc mà thông qua ví dụ như là dầu gội nè, thông qua dầu xả nè, thông qua các cái lần mà mình có thể là chăm sóc cho tóc mình bằng các cái dưỡng chất khác đó. Việc làm đẹp cho tóc cũng là một cái điều mà cần quan tâm để mình có thể lấy lại sức khỏe, trước tiên là cho cái bộ phận cơ thể đó. Nhưng mà để gọi là dứt điểm hơn thì như cô nói đó, con với mẹ sẽ phải coi coi là mình có gặp cái bất an nào đó, cái trục trặc nào đó hay không, để mình giải quyết cho triệt để. Dạ, nếu vậy là có rồi đó bác sĩ. Là dạo này là căng thẳng stress là tại cũng tại con gái tôi. Dạ, bây giờ tôi muốn hỏi cái vấn đề con gái của tôi là bây giờ giống như là ở cái tuổi thanh niên như nó vậy, bây giờ đang học thi như vậy đó. Thì khi mà mình chọn trường nó có bị stress về cái vấn đề mà nó đang ôn thi luyện thi thì trẻ nó có bị stress hay không? Rồi cái chuyện chọn trường, chọn lớp như thế nào? Rồi cái việc mà ba mẹ mà định hướng cho cái để chọn trường cho con cái á, là có nên hay là không? Wow, vậy là stress chắc đúng rồi đó. Con có căng thẳng khi vào mùa thi không? Con đang đứng trước một cái kỳ thi đúng không? Thế thì cái việc mà học bài thi đối với con nó có phải là việc dễ dàng không? Cảm thấy nó rất là áp lực, rất là mệt mỏi khi mà con học những bài thi. Rồi con có tự tin với cái việc lựa chọn về cái ngành học trong tương lai của mình không? Dạ có. Và cái việc lựa chọn đó con có phải chiến đấu với một cái điều gì đó không? Hay là cứ chọn rồi mình cứ học thôi? Bây giờ hai mẹ con là bất đồng quan điểm đó. Dạ đúng rồi. Vậy có nghĩa là hai mẹ con bị stress luôn vậy? Dạ đúng rồi. Dạ. Wow,
Thực ra thì bây giờ xong cái phần việc của mẹ rồi thì đến cái câu hỏi mà mẹ dành cho con đó là thi cử thì đúng thật nó là một trong những cái sự việc mà có thể khiến người ta bị căng thẳng, đặc biệt là trong độ tuổi của các em, là cái độ tuổi mà việc học được coi là nhiệm vụ quan trọng nhất. Thông thường chúng ta sẽ bị stress là do cái gì? Do cái việc đó nó quan trọng đối với mình. Chứ còn nếu như cái việc đó mà nó không quan trọng á, dù cho nó khó khăn á, người ta vẫn có cách để người ta gạt nó qua một bên. Nhưng đúng là nhiệm vụ học tập đang là nhiệm vụ hàng đầu của tụi con. Thêm nữa là tụi con đang đứng trước những cái lựa chọn rất là quan trọng, những cái lựa chọn được coi là cửa ngõ của cuộc đời mình á, và nó quyết định luôn tương lai. Thì quả nhiên là nó làm cho các em căng thẳng. Thế thì bây giờ mẹ đã dẫn con tới đây và đưa ra một cái tâm tư như vậy rồi, thì mẹ sẽ phải làm bước kế tiếp, đó là hỗ trợ để các bạn này vượt qua căng thẳng và stress vào mùa thi. Đầu tiên đó là vẫn phải đồng hành trong cái nhịp sinh hoạt. Tức là đôi khi các bạn này hay bị một cái tật đến mùa thi, đó là sẽ thức xuyên đêm để học bài. Rồi có nghĩa là cái nhịp sinh hoạt bị đảo lộn. Và điều này nó làm cho các bạn bị đảo lộn giấc ngủ nè, đảo lộn về chế độ dinh dưỡng nè. Thì đầu tiên là cơ thể mình bị mỏi mệt trước, sau đó là những cái căng thẳng về việc thi cử điểm số, rồi mình thi môn này mình có đậu không, vân vân. Nó sẽ làm cho các em căng thẳng về tâm lý. Như vậy thì ba mẹ phải là cái người đồng hành trong cái việc thiết lập về lịch sinh hoạt cho các con. Cái chuyện này là mẹ làm được ha. Rồi bên cạnh đó là mình cũng sẽ có thể hỗ trợ các bạn đó về phương pháp học, để học làm sao cho nó hiệu quả. Học môn này thì học bằng cách nào, học môn lý thuyết thì học ra làm sao, học môn thực hành thì học như thế nào, rồi phân bổ thời gian. Và đặc biệt á, là vào mùa này thì các bạn dễ bị căng thẳng là vì các bạn học một cách rất là chăm chú nhưng lại không cân bằng lại cái hoạt động của cá nhân mình bằng cái hoạt động thể thao. Các bạn học sinh thì hay bị như vậy. Tụi con thì hay bị là tụi con cứ nghĩ là thi quan trọng, thế là tụi con bay vô tụi con học quá trời, cái tụi con không chịu chơi thể dục thể thao, không có chịu giải trí. Tụi con sợ là giải trí cái là mình bị quên bài, nhưng mà thật sự thì không phải. Các bạn vẫn cần những cái hoạt động thể dục thể thao, giải trí lành mạnh với một cái lượng thời gian vừa đủ để mình có thể cân bằng lại hoạt động não bộ và mình giảm bớt cái căng thẳng. Và một cái căng thẳng thứ hai lại liên quan cả hai mẹ con là chuyện chọn nghề, chọn ngành. Chọn ngành thì bạn này chọn nhưng lo là mẹ lo. Mà mẹ lo thì có thể mẹ cản, mẹ cản thì bạn này chiến đấu tới cùng, đúng không con? Thực sự thì ba mẹ lo là có lý do, đúng không chị? Khi làm ba mẹ thì chúng ta rất là bất an về các cái quyết định, muốn cho con mình tốt thôi, đúng. Chọn cái hướng cho nó tốt mà nó không nghe. Mà rõ ràng là kinh nghiệm của người lớn mình thấy là cái lựa chọn của con đang rất là nguy hiểm nữa. Đúng không ạ? Thì đó, ngày hôm nay thì con cũng đã nghe cái nỗi lòng của mẹ. Thực ra thì cái việc mà các ông bố bà mẹ mà cản chúng ta thì có lý do của họ. Nhưng mà nếu như con tự tin vào quyết định của con á, thì con sẽ phải chứng minh với ba mẹ của tụi con bằng những cái chứng minh rất là rõ ràng. Ví dụ con học ngành đó thì nó phù hợp với con ra làm sao, ở cái năng lực nào, con học trong bao nhiêu lâu, học phí là bao nhiêu, học xong thì con chuẩn bị cho việc làm khi ra trường như thế nào. Thực ra ba mẹ tụi con đợi cái sự trưởng thành đó của tụi con. Mà thông thường thì tụi con không có chứng minh như vậy. Tụi con chỉ có động đa động đảnh lên, hoặc là mình giận lẫy, hoặc là mình nói con thích học cái ngành đó, ba mẹ phải cho con học, thì mình đâu có yên tâm được, đúng không chị? Từ đó thì cái quan hệ giữa hai bên nó căng thẳng và có thể tạo ra những cái áp lực về mặt tâm lý. Mà như con thấy đó, mẹ con thì như con thấy là rụng tóc rồi, còn mẹ con thì cũng thấy là vào mùa thi con cũng đã bắt đầu căng thẳng rồi ha. Thì rất là cảm ơn hai mẹ con ngày hôm nay đã chịu tới đây để mình gỡ được những cái vướng mắc đó. Thật sự thì stress nó không quá kinh khủng nếu như mà chúng ta biết về nó. Trong trường hợp mà mình không biết mà mình cứ mặc định, mình cứ để thì lâu dài nó có thể có những cái di chứng nó trầm trọng hơn, và đặc biệt là nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự phát triển về mặt tính cách, về mặt tâm hồn của chúng ta. Thậm chí là đôi khi có những cái kết quả rất là bi kịch, đó là việc mà người ta lựa chọn những cái giải pháp nó hết sức là xấu. Nhưng mà với dấu hiệu ngày hôm nay thì cô tin là câu chuyện đó không có đến với hai mẹ con, bởi vì hai mẹ con cũng đã rất là biết là mình đang cần được tháo gỡ rồi. Dạ, vậy cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Nếu mà mai mốt mà hai mẹ con nó có những cái trường hợp bị căng thẳng hay là bị stress nha, hoặc là người nhà hay là chồng xóm láng giềng có vẫn vấn đề giống như vậy thì có thể là tìm tới gặp bác sĩ được không ạ? Dạ, cảm ơn hai mẹ con đã ngày hôm nay tin tưởng và đến đây. Và sau này không chỉ có riêng câu chuyện của mình, bạn bè mình hay hàng xóm mình, mà là tất cả mọi người khi mà chúng ta gặp những cái khó khăn về mặt tâm lý thì cứ alo bác sĩ nghe. Trời chưa nắng vậy bật máy lạnh ngủ gió chắc đã lắm ta. Ôi hời, tiếng giọng đông đưa, trời mưa mẹ ru con ngủ. Trời
vậy Winner? Hát xì nhỏ nhỏ để chú ngủ chứ. Trời chú ơi, con không muốn thế đâu mà. Lâu lâu con bị này. Thôi thôi, chú cứ ngủ tiếp đi. Con hết rồi. Rồi, cảm ơn con. Trời, cái gì vậy Winner? Chú nói để chú ngủ mà con làm gì vậy? Mày thấy chưa cái mũi này? Chú Thơ bảo là đừng có mà hắt xì nữa. Không hắt xì nữa nha. Trời ơi, bực bội quá à. Không ngủ nghe gì được hết trơn trời à. Buổi trưa ngủ xíu không yên nữa. Bực bội à. Ôi, anh này kỳ quá à. Tự nhiên rồi cái làng nhỏ à. Trời ơi, nó hắt xì là tự nó mắc hắt xì chứ nó đâu có muốn đâu. Ví dụ anh có bực mình đó thì anh kêu cô của nó đi mua gà khác cho anh ăn. Tự nhiên cái anh đổ lên đầu thằng nhỏ à. Thấy kỳ không? Không có. Ý anh nói là buổi trưa anh muốn ngủ trưa, nó hắt xì lớn rồi, anh nhắc nhở nhẹ nhàng thôi mà. Đó. Mà cũng lạ. Nó hát xì có dần có điệu á, anh ngủ ngon á. Hát xì nữa đi con, hát xì nữa đi con. Dạ. Trời đất ơi, anh lớn mà anh kỳ quá. Tự nhiên là cái thằng nhỏ hát xì có dần có điệu là ngủ ngon, giờ anh biểu nó hát xì phải có dần có điệu để ru anh ngủ luôn hả? Trời anh lớn mà anh kỳ quá anh ơi. Thôi vậy thôi con đừng hát xì nữa, con đi nghỉ ngơi đi. Vậy con đi ngủ đây. Ừ. Ngủ đi con. Đó. Thôi đi ngủ đi, còn không ấy đi mua thuốc uống đi, bệnh đó. Rồi. Cảm ơn Xuyến đã nhắc nhở tôi nha, tôi ngủ à. Ê, anh Tư. Hả? Xuyến nói cho nghe. Yeah. Trời á, đang còn nắng nóng vậy nè, mà ngủ trưa uổng lắm. Chứ sao? Hai đứa mình tập khiêu vũ đi. Biết sao không? Ở trong phường mình bây giờ á, là mở câu lạc bộ là cái hội khiêu vũ luôn đó nha. Yeah. Mình phải tập khiêu vũ, mình mới trở thành những con người văn minh và lãng mạn. Mình khởi động trước đó, anh đi tới đi lui cho nó khởi động trước đi nè. Vậy ha. Dạ. Rồi. Cha nha. Rồi mình đi khởi động trước đi nha. Thôi nó nghe nè, trời ơi không được. Cái tướng anh nó chuối nhủi, nó không có sang. Chứ sao trời không. Vũ sư là phải nhảy vậy. Không. Trời ơi, anh nghe lời Xuyến đi. Xuyến thấy nhiều người nhảy rồi, người ta sang lắm. Chứ nhảy anh sao? Chưa có hoàn hảo. Vậy hả? Anh phải tập sao đó nha. Mà mai mốt á, chỉ cần anh búng cái chân anh ra thôi. Anh búng cái chân anh ra một cái á, cái bước chân của anh thôi là nó phải hoàn hảo mới được. Búng chân vậy hả? Dạ. Người ta hay, người ta phải luyện tập búng ra là bước chân của mình phải hoàn hảo. Vậy hả? Dạ. Búng ra phải hoàn hảo. Dạ đúng rồi. Muốn hoàn hảo phải làm sao? Để đó cho em. Thôi. Dạ. Đau quá. Ủa lên. Gán đi. Chút nữa. Chút nữa. Ôi. Sao vậy? Khó lắm hả anh? Khó lắm hả? Đau lắm hả? Không đau lắm. Cái này á là mình phải tập vậy nè. Đó, anh phải kéo ra. Kéo ra. Vậy nó mới giãn cơ. Yeah. Vậy á, lúc mình bị đi khiêu vũ á, nó không có bị giật bẻ. Yeah. Anh hình dung nè, cái chân anh á, mà anh khởi động vậy nó dẻo phải không? Là anh búng cái chân lên nó mới hoàn hảo được chứ. Vậy hả? Chưa kể nha, bây giờ Khoan. Có ý kiến. Sao? Cái lúc khiêu vũ là không bị giật bẻ phải không? Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ đang bị giật bẻ. Cái dính cứng vậy luôn. Nè, nhiêu anh ráng đi. Đây nè, tiếng tỉ vậy cứ kéo chân anh ra nè. Là mai mốt nữa nha, nhiều khi cái chân anh nó dài ra được mấy cm nữa luôn á. Ủa? Anh còn cao được hả? Cao chứ, mình phải có niềm tin là mình cao. Anh tưởng tượng nha, cái giò anh mà nó dài được mấy cm nữa, trời ơi, cặp giò anh búng là anh là cặp giò hoàn hảo luôn á. Phải có niềm tin. Đúng. Hả? Em cái gì cũng đúng. Dạ. Chỉ có anh là sai. Đau quá. Ráng chút nữa đi. 2, 3. Rồi em ngoắc làm xoay nha. Xoay đó. Ngược lại. Em quay anh giống dế. Trời ơi, vậy mình mất khách. Ủa em đâu có xoay cái đâu, anh xoay hoài vậy. Quán tính. Dừng lại. Dừng không được. Anh bị gì vậy? Sai cái gì? Sai phá cách. Anh đơ quá vậy sao được? Nhìn vô mắt. Dạ. Sai nè, sai lại nè, sai nè.
Đó. Đó. Đó, đúng rồi. Trời ơi, cái gì mà xì dữ vậy cô? Thôi thưa cô Xuyến ơi, con đói quá à. Đợi xíu cho con kêu cô con mua đồ ăn cho con nha. Còn không đợi cô chú chút xíu, tập cái này xong tao nấu mì cho ăn rồi đó đi. Nhìn lại nhìn. Đó, bây giờ mình tập cắt bắt trước nha. Sai. Sai. Nó thì mất cảm hứng rồi. Sao say được? Hát xì. Anh cứ coi như là mình nghe nhạc cổ điển, mình nhảy nó bình thường. Có cái tiếng hát xì vô, mình đệm vô, cái vậy nó cũng hiện đại. Vậy giờ say tiếp ha. Say tiếp, say đi. Nhìn nha, ngược lại nè, nè. Nhìn đó. Biểu cảm là nó đúng rồi đó anh. Rồi bây giờ mình thêm tay chân vô cho nó mềm mại. Ôi chú ơi, con đau đầu quá à. Đợi chút xíu đi, gần xong là cô nấu mì cho ăn nha. Vô, xay nè, nhìn nha. Nhìn đó, ngược lại nè. Bún nha. Đó, xay. Xay vòng nữa, dòng nữa, bún nè. Đó, cái chân nè, chân bún xa xa ra. Đó, bún hoàn hảo lên. Đó. Hay quá anh ơi. Hay không? Anh say hay luôn, anh say đẹp hơn em. Anh say đâu có được. Ủa, sao không nghe anh hát xì nữa, sao anh múa? Ê trời đất ơi, anh. Hả? Con ơi, đi nợ. Nợ sao vậy trời? Nó bị sao vậy? Con gọi bác sĩ đi anh. Hát xì, ủa? Trời ơi. Hát xì mà xỉu luôn hả? Nó xỉu mà còn hát xì được. Gọi bác sĩ đi. Quý nợ. Gọi nhanh lên. Quý nợ. Alo, bác sĩ ơi. Bác cho hỏi á, thằng cháu nó bị hát xì liên tục như vậy gọi là bị say nắng hả bác? À, thực ra không phải bị say nắng đâu ha. Hát xì liên tục á là triệu chứng cùng bệnh khác. Bệnh gì bác? Có rất nhiều bệnh ở mũi, nhưng mà nếu mà hát xì cả tràng mà kèm theo ngứa mũi, chảy đúng rồi. Mũi nó ngứa mũi, nó nắng, nó nhỏ và nghẹt mũi thì đó là triệu chứng của bệnh viêm mũi dị ứng. Viêm mũi dị ứng là sao bác? Viêm mũi dị ứng nghĩa là cái mũi mình bị viêm do có nguyên nhân từ những yếu tố dị ứng ha. Đấy, mà biểu hiện ra ngoài là mình sẽ thấy rằng cái người bị viêm mũi là hắt xì cả tràng, mỗi một cái tràng là ít nhất là trên 3 cái. Nó làm mười mấy cái luôn các bác. Kèm theo là ngứa mũi, nghẹt mũi và chảy nước mũi trong. Nó có hết luôn. Nhưng mà cái triệu chứng đó không phải say nắng đâu nhá. Say nắng là triệu chứng khác đấy. Bác cho hỏi những cái nguyên nhân nào mà làm cho mình bị viêm mũi dị ứng đó bác? Nguyên nhân thường nhất là có yếu tố gen. Yếu tố gen là mình mang cái gen mà rất nhạy cảm với môi trường. Cái gen này khi có sẵn trong người thì có thể biểu hiện rất nhiều bệnh ở nhiều vị trí của cơ thể ha. Ở mũi thì có thể là viêm mũi dị ứng, hoặc là viêm mũi lan vào viêm xoang ha, tu xoang dị ứng. Thế có thể là gây những cái triệu chứng dị ứng ở trên mắt, ở miệng, ở tai ha. Ở da. Da bị nổi mề đay là dị ứng đúng không bác? Đúng rồi. Một cái dạng của dị ứng ở trên đường hô hấp dưới thì đó là ở phổi, ví dụ như tình trạng suyễn ha. Thế khi mà cái người mà có mang cái yếu tố di truyền, cái gen đó thì nó rất dễ nhạy cảm với môi trường bên ngoài. Bất cứ một kích thích gì lạ ở bên ngoài, ví dụ như là quá nóng, quá lạnh, quá ô nhiễm hay là quá khích đối với nó đều như là phản ứng rất mạnh của cái cơ quan đó lên cái yếu tố đó và biểu hiện ra thành bệnh. Giống như viêm mũi dị ứng, có nhiều người ta không chịu được cái bông phấn hay là cái phấn hoa. Phấn hoa của một số loại hoa. Hoa nhiều người bắt nhiều quá, hoa sữa. Đúng rồi. Hoa ly. Là dễ gây dị ứng thôi bác. Thế nghĩa là rất nhiều những cái loại bông mà đến mùa sẽ làm cho mình nghẹt mũi, đau đầu, thậm chí có thể lên cơn khó thở. Những cái mùi như mùi nước hoa hay là mùi đồ ăn, là mùi khét đều có thể là gây kích ứng đối với cái người mà có cái gen dị ứng đó. Chị bác sĩ cho em hỏi là cái viêm mũi dị ứng nó khác với viêm xoang như thế nào? Viêm mũi nghĩa là niêm mạc mũi với niêm mạc xoang là nó liên thông với nhau ha. Khi mà gây viêm mũi dị ứng thì nếu mà để lâu nó có thể là viêm cả viêm xoang dị ứng nữa ha. Trên cái nền mà viêm mũi viêm xoang dị ứng đó thì nó có thể là bị một cái đợt cảm cúm vào, nhiễm siêu vi, nhiễm virus đó vào thì nó sẽ nặng hơn cái tình trạng viêm mũi có sẵn đó, kích ứng nó lên. Thế rồi trên cái nền đó mà không chữa trị mà nó lại nhiễm vi trùng nữa thì nó sẽ gây nhiễm trùng nữa, thì bệnh nó sẽ nặng hơn và kéo dài hơn. Đó, thấy chưa? Nguy hiểm lắm á chứ không phải đơn giản đâu, con đừng có coi thường nha. Dạ.
Vậy bác sĩ ơi, cho con hỏi là cái cách mà mình điều trị với cả phòng ngừa cái bệnh viêm mũi là như thế nào ạ? Trong viêm mũi dị ứng á, mình biết rõ là liên quan đến gen, liên quan đến yếu tố di truyền. Thế thì cái điều trị nó có giới hạn. Mình không phải là điều trị khỏi hẳn được, mà mình làm sao cho cái gen đấy nó có ở trạng thái ổn định, nó không bị kích ứng quá mức ha. Mình thấy bất cứ yếu tố nào mà làm kích ứng cái mũi mình thì mình tránh đi. Ví dụ như nóng quá, lạnh quá, hay là ô nhiễm quá, khói bụi nhiều quá thì mình tránh những cái yếu tố kích ứng, người ta gọi là tránh yếu tố dị nguyên. Thì tự khắc là cái bệnh nó ở trạng thái ổn định. Nếu khi mà mình có viêm mũi dị ứng mà mình nhiễm siêu vi, nghĩa là cảm cúm cảm lạnh thì mình phải chữa sớm. Thế thì nó sẽ không có kích ứng cái dị ứng nó lên ha. Khi có nhiễm trùng cũng thế, mình đi khám gặp bác sĩ sớm thì chuyện nó sẽ nhẹ, nó không gây đến chứng viêm xoang. Mình uống thuốc hay là chích ngừa gì được không bác? Khi mình uống thuốc là khi nó có triệu chứng bệnh đó. Còn chích ngừa thì nó chỉ giúp mình là phòng ngừa những yếu tố mà dễ kích ứng cái bệnh nó lên thôi. Nghĩa là phòng ngừa làm giảm cái mức độ bị cảm cúm của mình ha. Rồi có thể là chích ngừa để mà giảm cái mức độ mà nhiễm vi trùng của mình. Khi mình bị bội nhiễm vi trùng thì mình không có nặng. Vậy là mình bị bệnh là mình phải tới gặp bác sĩ. Đúng rồi. Về cơ bản á, cái gen dị ứng đó nó sẽ ổn định nếu mình có kết hợp với các yếu tố thể thao. Ví dụ như mình chơi thể thao ổn định ha. Dạ, có nghĩa là khi mình chơi thể thao thì cơ thể mình sẽ có cái sức đề kháng với cái viêm mũi dị ứng hả bác? Nghĩa là làm cho cái gen dị ứng đó nó không có nặng lên ha. Thế đấy, nghĩa là đầu tiên là mình tránh những yếu tố dị nguyên, cái kích ứng cái gen lên. Thứ hai là mình chơi thể thao để tăng cái sức đề kháng và làm cho cái gen nó ở trạng thái là ổn định. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Sau này á, có bà con hay người trong xóm bị bệnh á, về viêm mũi dị ứng tới hỏi bác sĩ tư vấn giùm nha bác sĩ. Không những là người thân bà con của anh mà bất cứ ai có yêu cầu tìm hiểu về bệnh viêm mũi dị ứng, viêm xoang hay là bất cứ bệnh tai mũi họng nào, cứ alo bác sĩ nghe